Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Kênh của tôi đã được hoạt động trở lại. Các anh chị ạ, kênh đã được hoạt động trở lại. Và nếu như anh chị muốn chúc mừng tôi, hãy comment cho tôi một lời chúc, một thông báo cho anh chị như thế. Cảm ơn anh chị đã luôn chờ và mong ngóng những video của tôi. Và thưa các anh chị rằng là quanh tôi có rất là nhiều người thương mến cũng như là mến mộ, nhưng cũng có rất là nhiều người ghen ghét bởi vì tôi đã đụng vào cái chén cơm của người ta. Và tôi luôn luôn đề phòng cái việc đó. Và tôi nghĩ rằng sẽ có một ngày nào đó cái kênh này của tôi sẽ bị xóa vĩnh viễn. Rất cảm ơn anh chị luôn ủng hộ tôi, nhưng không sao đúng không ạ, có xóa thì vẫn còn anh chị ở đây. Thưa anh chị, hôm nay tôi trở lại với những thông báo vô cùng quan trọng, giống như cái nội dung của video này, những cái cảnh báo, những cái thông báo. Thưa anh chị, là hiện tại công ty tài chính lại có những cái chuyển biến mới về phương thức đòi nợ. Ai vay công ty tài chính thì coi gấp, kể cả ngân hàng. Tôi nói nhé, kể cả ngân hàng. Thưa các anh chị, với rất là nhiều cái điều luật để áp dụng nhằm bảo vệ cái đúng. Ví dụ thông tư 18 nghiêm cấm về cái việc là gọi điện người thân bạn bè, hoặc cái nghị định 98 về vấn đề là cấm các công ty đòi nợ thuê hoạt động, thì hiện tại những công ty tài chính, những ngân hàng, họ lại có một động thái là bán nợ cho một đơn vị thứ ba. Và đơn vị thứ ba này hoạt động song song, một bên là bằng luật, một bên là bằng nhiều hình thức đòi nợ vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Nếu như anh chị trong giai đoạn gần đây bị các cái đối tượng về tận nhà đe dọa, thậm chí là đăng hình, đăng ảnh, thì các anh chị lưu ý coi được. Tôi sẽ có một loạt các video hướng dẫn về cái này. Và hiện tại tôi cần các anh chị bình tĩnh hay là để mình xử lý những cái vấn đề này. Đối với việc về nhà, các anh chị vui lòng báo công an can thiệp để kiểm tra giấy tờ xem là có hợp lý hay không. Đối với việc mà bị đăng hình, đăng ảnh, các anh chị vui lòng bình tĩnh. Chúng ta phải có những phương án đối phó. Trong đấy có một cái phương án, đó là chính bản thân các anh chị tự đăng lên những cái dòng status. Ví dụ tôi hiện tại đang bị nhiều đối tượng lạ mặt không biết ở đâu đòi nợ vi phạm pháp luật. Anh chị vui lòng cung cấp thông tin nếu như anh chị cũng bị như tôi, để tôi trình báo cơ quan chức năng. Hoặc nếu như anh chị bị gọi điện thì lưu ý này, ghi âm cuộc gọi cho tôi, ghi lại các cái số điện thoại gọi đến, thời gian gọi đến, ngày, giờ, số điện thoại, tổng hợp lại cho tôi. Sau đấy, một, các anh chị có thể lên trình báo cơ quan công an. Hai, anh chị có thể là báo cho tổng đài nơi mà các anh chị đang sử dụng mạng. Ví dụ Vina thì báo Vina, Viettel thì báo Viettel, Mobi thì báo Mobi, vân vân và vân vân. Nhưng phải có bằng chứng các anh chị nha. Hiện tại các cái đối tượng đòi nợ họ đang áp dụng những cái phương án đòi nợ sai, bởi vì là khi sử dụng pháp luật thì cái việc đòi nợ sẽ bị chậm lại. Anh chị lưu ý cho tôi, nếu anh chị chưa có tiền trả. Có nhiều anh chị có nói với tôi rằng: anh Hùng ơi, nếu như trường hợp đó xảy ra thì phải làm thế nào? Thưa anh chị, nếu như anh chị nào chưa có tiền trả, sắp tới không thể trả được hoặc đang không thể trả được, thì vui lòng này, làm ngay cho tôi một cái động tác. Các anh chị có thể là gửi đơn hoặc trực tiếp yêu cầu phía công ty tài chính xuống gặp anh chị để anh chị làm một cái văn bản tiếp xúc với người ta để thể hiện cái sự khó khăn của anh chị theo cái thông tư 39, các anh chị nhé, thông tư 39. Và hôm nay tôi muốn thông báo anh chị là chúng ta có một cái thông tư, đó là thông tư 39 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cho các anh chị có thể giãn nợ, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ, vân vân. Đó là thông tư 39, nhưng dựa trên cái đơn đề nghị của anh chị. Nếu như anh chị muốn áp dụng thông tư thì các anh chị phải làm đơn anh chị nhá. Hoặc anh chị cần mà muốn rõ hơn về cái này thì anh chị có thể liên hệ cho chúng tôi, số thì tôi để trên màn hình này. Ngoài ra, hiện tại những anh chị nào mà đang vay app, lưu ý đây, vay app lưu ý, hiện tại các app này họ đang có những cái động thái rất là manh động, nghĩa là app cũng bán nợ cho những công ty mua bán nợ một cách hợp pháp. Họ bán lại cái khoản nợ này cho một thằng nào đó, tôi ví dụ là mua bán nợ quốc tế, hoặc là thằng VID, hoặc là những thằng vân vân, đúng không ạ? Thì những cái thằng này họ cũng sử dụng những chiêu trò tương tự bằng cách là khủng bố cơ quan của anh chị, gọi điện, nhắn tin, kể cả là đăng hình cơ quan, ném đá dấu tay.
Thì các anh chị làm tương tự như cho tôi, trình báo cơ quan công an nếu các anh chị bị xâm hại, rồi anh chị làm cái động thái này cho tôi. Đấy, thế thì hôm nay thì tôi còn rất là nhiều điều muốn nói, nhưng mà cái nói cuối cùng tôi muốn căn dặn các anh chị, các cái đối tượng lừa đảo nữa cơ, các anh chị vui lòng không cung cấp bất kỳ một thông tin nào cho các cái đối tượng lừa đảo ở trên mạng. Chứng minh, căn cước không cung cấp. Vay tiền online các anh chị dừng lại cho tôi, không vay tiền online. Nếu như anh chị nào lỡ bị rồi thì vui lòng liên hệ để chúng tôi hỗ trợ xử lý. Hôm nay nhân cái việc là cái kênh của tôi được mở thì tôi chỉ muốn gửi gắm đôi lời. Và tôi có một cái thông báo quan trọng nữa là bắt đầu từ video sau video này, tôi sẽ chuyển hướng sang một cái hướng khác. Đó là sẽ có nhiều cộng sự của tôi hơn xuất hiện trên kênh. Các bạn nam, các bạn nữ sẽ xuất hiện trên kênh. Chúng tôi sẽ có những cái chủ đề trao đổi một cách cẩn thận, một cách tỉ mỉ, và đặc biệt là về nội dung. Tôi ví dụ, tôi sẽ đưa những cái vụ án ra để tôi bình luận cho các anh chị nghe. Tôi sẽ đưa ra những cái hồ sơ cụ thể chúng tôi đang làm để đưa cho các anh chị coi. Và tôi hy vọng các anh chị sẽ chờ đợi cái video. Và ngày hôm nay tôi mong muốn thế này, là để làm sao cho cái kênh này nó được tồn tại, hoặc kênh này có mất đi thì vẫn còn một kênh khác, thì tôi sẽ để cái link kênh ở phần dưới mô tả của video, và để ngay bên cạnh cái tựa đề của cái video này. Tôi hy vọng các anh chị vào, các anh chị đăng ký cái kênh đấy cho tôi. Anh chị đăng ký cái kênh đấy, để sau này nếu cái kênh này có mất đi thì tôi vẫn có một cái kênh để truyền tải thông tin cho anh chị, giống như những ngày vừa qua. Thưa các anh chị, là hiện tại kênh của tôi đang gặp một cái sự cố khá là rủi ro cái này, là tôi đang bị khá là nhiều cái tình trạng liên quan đến việc nhiều người báo cáo vi phạm, nhiều người báo cáo này nọ kênh của tôi. Thì vừa rồi thì có các bạn ở bên quản trị cũng đã vào để gỡ, cũng như là xử lý những cái thông tin liên quan đến kênh. Trong thời gian tới, nếu mà tôi mà tiếp tục mà bị như thế thì khả năng kênh này tèo là rất là nhanh. Hy vọng các anh chị đăng ký kênh để giúp tôi. Một lần nữa, cảm ơn anh chị. Tôi cũng không biết nói gì hơn. Cảm ơn anh chị là trong suốt một quá trình dài 2 năm mấy đến nay thì vẫn đang ủng hộ cho tôi rất là nhiều. Biết rằng trong quá trình làm tôi có những cái chưa đúng, chưa được. Có những lần tôi vẫn thể hiện cái bản tính ngông cuồng của mình thông qua những cái cuộc nói chuyện. Bởi vì các anh chị không nghe tôi thì các anh chị bỏ qua. Và tôi cũng xin phép với anh chị là trong quá trình làm chắc chắn là có nhiều người ghét, bởi vì là tôi đạp đổ cánh gươm anh chị. Nhưng anh chị hãy nhìn lại, chúng ta làm và cố gắng làm từ tâm nữa, không phải làm bằng mọi giá. Chúng ta không có thể kiếm tiền bằng mọi giá được. Hãy tôn trọng lẫn nhau và chúng ta hãy coi nhau như là con người. Cảm ơn anh chị. Chào anh chị, hẹn anh chị video sau. Xin chào và tạm biệt.